khát khao trở thành giáo viên đã giúp cô học trò khiếm khuyết kiên trì học tập từng ngày. Có một lần là bạn chở đi á, thì cái đi học cái đường bảy bả quá, cái vô không được, thì cái ngồi ở ngoài chờ cho tới hết buổi học luôn. Và đến nay, khi ước mơ đã không còn là điều xa vời, thì cô giáo dạy tin học Trần Thị Lụa lại đau đáu những nỗi niềm. Trong trường thì máy móc thiết bị nó rất là thiếu, thì mỗi lần dạy một cái tiết dạy xong thì về em cũng trăn trở mình làm như thế nào để mình thay đổi được cái giáo án, thay đổi cái phương pháp dạy. Những nỗi niềm ấy ra sao, các chị thần sẽ chung tay giúp đỡ bằng cách nào? Mời quý khán giả đón xem chi tiết trong chương trình Thần Tài Gõ Cửa được phát sóng vào lúc 19:10 ngày Chủ nhật 30 tháng 1 năm 2022 trên kênh truyền hình 951.